cánh xuống sân bay, đề nghị quý khách không rời khỏi chỗ ngồi, giữ thẳng lưng ghế và mở tấm che cửa sổ. Quý khách hãy nhìn ra bên ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và giờ thì let's go. So giving to love, giving.
party. Tonight is the night we want to say thank you for everything you've done. On behalf of all your customers, on behalf of our global leadership team in St. Louis, on behalf of the Vietnam senior management team, and on behalf of all your teammates, we wanted to say thank you. Và chúng tôi muốn đó là một lời cảm ơn, một lời tri ân sâu sắc đến tất cả các bạn. We want to give you a big thank you. Và chúng tôi muốn đó là cảm ơn thật sự lớn. And we want to say thank you to you all. Ready? More. Hai ba yo. Hai ba yo. Hai ba. So thank you and cheers. Cheers. Cheers.